Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái trang web, cái chủ đề làm là về bánh cưới, bán bánh cưới. Thì vì đây là cái mùa cưới nên tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái web bánh cưới sử dụng công nghệ là BringMC và Bootstrap Framework. Thì tôi có một cái mẫu giao diện template dạng tĩnh như vậy. Thì cái template dạng tĩnh khi mà mình thu nhỏ trình duyệt lại thì cái phần layout nó bị đè lên vậy, nó không có tự thì bon siêu được. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái trang web mà sử dụng BringMC và Bootstrap Framework. Thì tôi đã tạo ra được một cái mẫu template sử dụng BringMC và Bootstrap Framework. Khi mà tôi thu nhỏ lại thì đó, thì cái menu nó thu nhỏ thành một cái bút tần như vậy, định chỉ số ra. Rồi cái danh sách sản phẩm thì nó chỉ xuất hiện khi ở màn hình nhỏ thì nó chỉ xuất hiện một cái sản phẩm. Đó, khi ở màn hình điện thoại thì nó chỉ xuất hiện có một sản phẩm. Ở màn hình bự hơn thì nó sẽ xuất hiện hai sản phẩm. Còn khi mà ở màn hình máy tính thì nó sẽ xuất hiện ba sản phẩm trên một hàng như vậy. Thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm sử dụng BringMC và Bootstrap Framework. Rồi sau đây thì tôi sẽ vào Edit và tạo ra một cái project mới. Đặt tên cho project là Demo Shop Bánh Cưới đi. Rồi tôi nhấn Next. Next rồi tôi click vào và tạo gen được đấy. Web XML rồi nhấn Finish. Rồi sau đây thì tôi sẽ đi copy các file ra mà cấu hình tem cấu hình cho BringMC. Thì hôm trước tôi đã hướng dẫn các bạn tải các file ra này ở trên mạng. Các bạn có thể xem lại ở đây. Rồi mình sẽ copy các file ra này và bỏ vào folder new. Rồi mình cũng xuống cái đồ z demo template basic bữa trước mình đã có hai cái file cấu hình departure và Kubernetes và type, và mình copy hai file này ở lên trên. Rồi mình cũng copy cái cấu hình ở trong web XML và mình bỏ lên trên. Rồi mình cấu hình cho cái tay web XML như sau. Đó,
Các bạn có thể xem lại cái cấu hình web video như sau. Rồi các bạn cũng có thể xem lại cái cấu hình Bitbadger 7S. Rồi các bạn cũng xem lại cái cấu hình của cái thai. Đây thì mình bỏ cái này đi. Mình sẽ cấu hình cái file thai XML như sau. Tiếp theo thì mình sẽ tạo ra một cái trang mồi là redirect.jsp. Rồi mình cũng viết code để mà trở về cái home.html, tức là trở về cái home container. Tiếp theo thì mình sẽ tạo ra một cái bài kịch là demo cho container. Rồi tôi sẽ tạo ra một cái trang, một cái class là home container. Rồi tôi cũng thêm cái annotation cho cái container này. Tôi sẽ thêm cái annotation là container và request mapping bằng home như vậy. Tiếp theo thì tôi tạo ra một cái hàm index. Đây là một cái hàm sẽ trả về cái trang index của cái home container. Rồi sau đây tôi tạo ra một cái folder là JSP trong cái folder web info. Rồi tôi tạo ra một cái folder là template. Rồi trong cái folder template này thì tôi tạo ra một cái trang JSP là template user. Trong cái file tai.xml thì tôi phải sửa lại cái đường dẫn tới cái file template. Tiếp theo thì trong cái folder JSP tôi tạo ra một cái folder là home. Rồi tôi tạo ra một trang JSP là index. Rồi tôi sẽ hiển thị làm đây là trang home chẳng hạn. Đây là trang chủ.
bên trang Temnet User thì tôi cũng khai báo sử dụng cái phương tiện tai. Rồi tôi cũng định nghĩa cái phần thay đổi. Rồi sau đây là tôi run thử rồi z. Rồi sau khi lên được cửa xét thì nó ra hiện ra một cái trang như vậy. Tiếp theo thì tôi sẽ trong cái folder web content tôi sẽ tạo ra một cái folder là asset. Trong folder asset tôi sẽ tạo ra folder css để chứa các file typesheet. Rồi tôi tạo folder là image để chứa các hình ảnh. Rồi tôi tạo ra một folder là JS để chứa các file JavaScript hoặc là jQuery. Rồi sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn tải Bootstrap, thư viện của Bootstrap về. Thì các bạn sẽ vô cái trang getbootstrap.com và các bạn lựa chọn cái phiên bản cần tải về là phiên bản 3.3.7. Cái phiên bản 3.7 này thì được nhiều người dùng nhất hiện nay và nó có nhiều cái style đẹp. Tuy là nó có một số cái phiên bản như là 4 alpha và 4 beta nhưng mà phiên bản này hai phiên bản đấy không có đẹp bằng cái phiên bản này nên tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng các style của phiên bản này. Các bạn có thể nhấn vào download để mà download các bạn có thể click vào download ở đây để mà tải về. Sau khi tải về các bạn tải nén ra thì các bạn sẽ được ba cái folder là CS, Form và JS. Thì mình đã tải rồi nên là mình xóa nó đi. Rồi tiếp theo thì các bạn download cái jQuery. Các bạn sẽ vô trang jQuery để download cái file jQuery. Đó, các bạn nhấn vào download để mà download cái jQuery này về để mà xài sử dụng cái Bootstrap. Sau khi mà giải nén cái file bootstrap.zip ra thì các bạn sẽ được ba cái folder như thế này. Thì các bạn sẽ copy các file ở trong cái folder CSS và bỏ vào cái folder CSS bên project web của mình. Rồi tương tự thì các bạn cũng copy file trong folder JS và cái file jQuery mà mình vừa mới tải trên mạng về. Ở đây thì mình có sẵn cái file jQuery ở đây rồi. Rồi mình bỏ vào cái folder JS của cái đồ dây web của mình. Như vậy là các file cần thiết đã có rồi. Tiếp theo thì các bạn copy luôn cái folder form và Bootstrap do đồ Z của mình. Tiếp theo thì mình sẽ copy các file hình cần thiết cho cái đồ Z web của mình và mình bỏ vô cái folder là Image. Tiếp theo thì mình sẽ khai báo các file CSS ở trên cái phần head này.
thì mình sẽ gọi cái bootstrap.css được. Rồi mình sẽ thay lại cái đường dẫn vào cái thư mục gốc ở đây. Mình sẽ thay cái đường dẫn, thêm cái đường dẫn gốc vào đây. Để mà con nó có thể trong Bing MVC thì nó phải có cái đường dẫn gốc. Cái cấu hình đường dẫn gốc của nó như vậy. Để nó có thể chọn được đấy cái đường dẫn gốc. Và nó lấy được đường dẫn gốc và nó chọn lấy cái file CSS của mình. Tiếp theo thì mình cũng kéo cái file GPD qua. Rồi mình cũng thêm cái đường dẫn gốc cho nó. Rồi đồng thời mình cũng gọi cái file bootstrap.js ở phần cuối. Rồi sau đây thì mình bắt đầu xây dựng cái layout cho cái trang web của mình. Mình sẽ tạo ra một cái thẻ div có cái ID là div header. Rồi tiếp theo thì mình vô folder CSS và mình tạo ra một cái file typeship. Các bạn chọn CSS file. Rồi mình đặt tên cho cái file này là typeuser.css. Ở đây thì mình sẽ viết các size CSS. Rồi bên template user thì mình cũng phải thêm cái đường link với cái file type user. Tiếp theo thì trong cái thẻ div header này thì mình sẽ viết thêm một cái thẻ div có class bằng row, và trong cái thẻ div class bằng row mình lại thêm một cái thẻ div class bằng container, và mình sẽ có một cái hình main là border top như vậy. Và mình sẽ run này rồi set cái này mình chỉ việc mình đang lại project. Thì sau khi đang project mình ra được cái giao diện như thế này. Thì cái container mặc định của Bootstrap thì nó có chiều rộng là bằng 1170 pixel. Nhưng mà cái hình của mình thì nó có độ rộng là bằng độ dài là bằng 1000 pixel, thì mình sẽ cấp tần lại cái container này bằng 1000 pixel thôi. Mình sẽ vô cái type user và mình viết CSS cấp tần lại cái container. Mình sẽ khai báo một cái thẻ là media bitwidth, tức là đối với các màn hình mà có độ rộng tối thiểu là 768. Rồi mình tạo ra một cái thẻ media có cái min width là bằng 992 pixel. Rồi mình tạo ra một cái thẻ media khác có cái min width là bằng 1200 pixel. Tiếp theo thì ở trong các thẻ media này mình sẽ tạo ra một cái thẻ là một cái class là My Custom Container có các thuộc tính như vậy. Mình sẽ class là My Container, tức là cái container tùy chỉnh của mình. Rồi mình sẽ qua cái
thêm nét user và mình thêm cái class tùy chỉnh container ở đây. Rồi mình sẽ event lại trang. Ở chỗ này thì mình phải chỉnh lại cái file type user ở dưới cái file bootstrap trong CSS thì nó mới ghi đề lại cái my custom container được. Rồi sau đây thì mình rồi sau đó thì mình sẽ refresh lại đâu giờ thì nó ra được cái style như vậy. Rồi mình tiếp tục viết code CSS cho nó. Mình sẽ viết code CSS cho cái phần header. Thì mình sẽ viết chỉnh style cho cái div header mà bằng cái background color có màu như vậy. Rồi mình refresh lại. Thì đó, cái màu color đã thay đổi. Tiếp theo thì mình tạo ra một cái class là header content có cái background color bằng cái màu này. Rồi mình sẽ gọi cái header content ở trong này, class header content ở đây để mà mình chỉnh cái màu nền cho cái div của mình. Đó, cái div màu nền của mình đã thay đổi. Tiếp theo thì mình sẽ tạo ra cái logo và cái tiêu đề của cái shop ở đây. Mình cũng tạo ra cái thẻ div có class bằng râu. Và cái thẻ div có cái class bằng container và my container và header content. Tiếp theo thì mình bên trong thì mình sẽ tạo một cái thẻ div có cái ID bằng div logo và class bằng column more 12, column medium 2, column nat 2. Tức là ở màn hình bự thì cái div này sẽ chiếm là hai column, màn hình vừa thì chiếm là hai column, màn hình nhỏ thì nó sẽ chiếm là 12 column. Rồi mình cũng thêm một cái thẻ A và bên trong thẻ A này có một cái image trở về cái file image logo của mình. Đây nó sẽ trở về cái file logo của mình như vậy. Rồi nó có cái class bằng image dimension để cho cái hình này nó có thể điều chỉnh nó thu nhỏ lại. Rồi sau đây mình sẽ refresh lại đâu giờ. Đó thì nó ra được cái hình logo như vậy. Tiếp theo thì mình sẽ thêm cái thẻ div để mà hiển thị ra cái tiêu đề của shop ở đây. Thì cái div mà để hiển thị tiêu đề của shop thì có cái class bằng column medium 8, column small 8, column medium 8 và column nat 8. Tức là ở màn hình lớn nó sẽ chiếm là 8 cột. Màn hình trung bình cũng chiếm là 8 cột và màn hình nhỏ thì nó cũng chiếm là 8 cột. Tiếp theo thì mình cũng thêm một cái image. Và mình cho tới cái hình name shop. Rồi mình refresh lại thì nó ra được cái hình hiển thị tên shop như vậy. Tiếp theo mình thêm một cái thẻ div có ID mà bằng div address và có cái thẻ P để mà mình hiển thị ra cái tên địa chỉ của cái shop. Rồi ở trên này để mà hiển thị được tiếng Việt thì mình phải sửa cái cha xét và cái page encoding thành UTF-8. Rồi mình refresh lại rồi giờ. Thì
thì nó cũng hiển thị được cái tên địa chỉ shop MM như vậy. Thì mình sẽ viết style CSS để chỉnh lại cho nó. Thì đầu tiên thì mình sẽ viết style chỉnh lại cái style cho cái div logo. Mình viết style cho div logo mà mình chỉnh margin top cho nó bằng 10 pixel. Tiếp theo thì mình sẽ chỉnh style cho cái div FS này. Đó, thì mình sẽ chỉnh style cho div FS như vậy. Rồi mình effect lại đôi giờ. Đó thì cái style nó chỉnh ra như vậy. Tiếp theo thì mình sẽ thêm mấy cái icon Facebook, Sky và Zalo ở đây. Rồi bên dưới này thì mình sẽ thêm một cái thẻ div có class là column small 2, column medium 2 và column large 2. Thì có nghĩa là cái div này sẽ chiếm là hai column ở màn hình lớn, màn hình nhỏ và màn hình vừa thì cũng chiếm là hai column. Đó, nó chiếm hai từ khoảng cách từ đây tới đây là khoảng hai column. Còn cái phần tiêu đề này thì chiếm là 8 column. Rồi cái phần logo này chiếm là hai column. Rồi tiếp theo thì mình sẽ tạo ra một cái thẻ div có cái ID là bằng chat. Rồi bên trong thì có các thẻ URL và thẻ A, rồi có các image chọn với cái file hình facebook.png rồi Sky rồi Zalo vân vân. Rồi mình refresh lại đâu rồi. Thì nó ra được ai như vậy, mình sẽ viết CSS để mình chỉnh style lại cho nó. Thì mình sẽ viết style CSS chỉnh lại cho cái div chat như sau. Mình sẽ chỉnh các style cho cái chat bị chat. Rồi mình đi test lại bao giờ. Đó thì nó đã ra được cái style mong muốn như của mình. Và khi mà mình thu nhỏ trình duyệt lại thì nó đã ra được cái giao diện có dạng gì con siêu như vậy. Ở đây thì mình phải copy nguyên cái div có cái class bằng râu này. Rồi vào trong cái div có ID bằng header vừa nãy mình nộp. Rồi mình refresh lại đâu rồi. Đó thì nó ra được cái giao diện như vậy. Tiếp theo thì mình sẽ tạo cái menu header và cái menu sidebar. Đó, mình sẽ tạo ra cái menu header như vậy. Rồi mình sẽ tạo ra một cái thì mình sẽ tạo cái menu header ở đây. Mình sẽ tạo ra một cái thẻ div có ID bằng body. Và mình ghi chú lại là đây là phần body.
tiếp theo thì tương tự thì mình cũng tạo ra một cái thẻ disk nát bằng râu. Cái tờ disk bên trong nó là class bằng container và my custom container. Rồi sau đó các bạn sẽ vô cái trang kết bootstrap và sẽ đi đến cái mục component và vô cái mục là Napa, thì các bạn sẽ thấy nó hướng dẫn cho các bạn tạo ra một cái thang mắc Napa mặc định như vậy. Thì mình sẽ copy cái đoạn code này. Và mình bỏ vô cái thẻ disk này. Rồi mình sẽ reset lại lưu dần. Đó thì cái disk mặc định của Bootstrap nó như vậy. Thì sau đây mình sẽ chỉnh lại cái style cho nó. Rồi mình đặt ID cho cái navbar này bằng navbar menu header. Ở đây thì cái thẻ UL ở bên dưới này thì mình sẽ xóa đi, mình không cần, mình xóa đi. Rồi mình chỉnh cái style cho cái disk có cái class bằng container foot này. Rồi mình reset lại đâu giờ. Tiếp theo thì mình sẽ thử sửa sửa các thẻ ULI này như sau. Mình sẽ sửa sẽ sửa các thẻ UL này như vậy. Mình nhấn Save On và mình Effect Eraser. Đó thì nó ra được cái thanh menu như vậy. Đây thì cái nắp bara này thì mình bỏ đi. Tiếp theo thì mình sẽ chỉnh sửa cái form này lại như sau. Mình sẽ chỉnh sửa cái form này lại như vậy. Rồi mình reset lại đâu giờ. Rồi sau đây thì mình sẽ chỉnh các style cho cái thanh Navigation bar này. Rồi mình sẽ qua cái file type user và mình viết CSS cho nó như sau. Mình sẽ ghi chú này là CSS phần body. Đầu tiên thì mình sẽ viết CSS cho cái div có cái ID bằng div body. Thì mình sẽ viết CSS cho nó như sau. Đó, mình sẽ chỉnh cái background của nó có cái đèn div này thành cái màu như vậy. Tiếp theo thì mình sẽ viết code cho cái thẻ div có ID bằng nét menu header. Và mình nhấn Save On. Và mình reset lại đâu giờ. Đó thì nó ra được cái màu vàng như vậy. Tiếp theo thì mình sẽ viết CSS để chỉnh lại cái style cho cái thanh menu header này, cái thanh navbar này. Mình sẽ viết lại style cho nó như sau. Cái thanh nắp ba này thì mình sẽ chỉnh lại cái border của nó bằng không, và các thẻ NIA thì có cái phông là và in đậm và có cái màu như vậy. Rồi padding nếp bên gai bằng 6. Rồi khi mà hover lên thì nó cũng có cái style như vậy. Rồi mình reset lại đâu giờ. Đó thì nó ra được cái style nhưng mà mình mong muốn. Thì mình sẽ tạm dừng cái video ở đây. Rồi tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần menu sidebar và phần body và phần footer ở cái video thứ hai.